mẹ Thân Thân xin chào cả nhà nha. Hôm nay là quay lại chủ đề mí nha mọi người. Thì cũng lâu rồi, lúc trước mình có video mình đó, được đề xuất về mí đó mọi người. Thì cũng lâu rồi mình không có tư vấn về mí nữa. Bởi vì mình ra mí rất nhiều luôn mọi người. Bởi vì trong đó là do mình cũng cắt mí bị hỏng mà không được gì, được cái kinh nghiệm cắt mí bị lỗi mọi người. Cho nên mình cũng có kinh nghiệm nha mọi người. Kinh nghiệm cắt 2-3 lần vậy đó. Chuẩn bị đi cắt lần 3 mọi người ơi. Thì hôm nay mình gom góp lại những cái rất nhiều bạn hỏi, mình cũng xin lỗi nha. Tụi có nhiều bạn hỏi, cũng có bạn hỏi cũng 1-2 tháng mình không trả lời. Dạo này mình có lo vào cái video nói gì môi không mà lâu lâu mình soạn lại, mình thấy những cái câu hỏi của các bạn hỏi cũng khá nhiều. Thì mình tập trung lên đây mình cũng trả lời mới câu hỏi của các bạn nha. Thì nay mình quay qua chủ đề nói về mí nha cả nhà, chứ không nói về môi nữa nha. Thì mà mình trả lời cho một số bạn đã hỏi mình, cũng có bạn cũng mới hỏi gần đây. Bạn nào mà hỏi lâu quá rồi mình thấy nghĩ chắc cũng không còn hiệu nghiệm nữa, cho nên mình không trả lời những câu hỏi đó nha các bạn. Mình lâu lâu mình lục bạn rất nhiều cái câu hỏi rất là, các bạn hỏi rất là lâu rồi. Tới khi 5-6 rồi, bạn nào mà mình chỉ vậy là gom góp những cái câu hỏi nào mới thôi nha các bạn. Thì có một bạn hỏi về mí. Mí em cắt được nửa tháng mà sao thấy phơm nó to chứ không tự nhiên, vậy mí bao lâu sẽ lành hẳn? Mới cắt nửa tháng à, bạn cắt mí mới có nửa tháng thôi. Thì chưa có nói được gì hết các bạn. Bạn cắt mới nửa tháng thì mình nhắn lại, mình chỉ là không phải bác sĩ cắt mí cho mình và các bạn. Mình chỉ là nhấn mí bấm đồng tiền, rút bằng chỉ đó. Thì chứ mình không có cắt mí như bác sĩ người ta nha. Nhưng mà mình lấy ra những cái kinh nghiệm mình ra, và những cái các bạn rất nhiều bạn để hỏi mình và gửi video cho mình, gửi mí cho mình khi mà các mí bị hỏng bị lỗi đó. Thì mình gom góp nhiều bạn đó lại, những cái kinh nghiệm mà các bạn đã tâm sự với mình, thì mình tâm sự như vậy là thực tế hơn các bạn. Thì mình gom góp những các bạn nào mà các mí bị lỗi không mà các bạn. Thì bởi vì mí mình đăng lên toàn bị lỗi, cho nên mình gặp toàn những bạn bị lỗi, bị hư, bị hỏng. Thì vô đi hỏi mình trả lời những cái câu hỏi tiêu cực nha các bạn. Thì bạn này mới cắt có nửa tháng à, mí nó bị to mà không tự nhiên như vậy là chưa có gì hết trơn á. Thì nửa tháng chưa đâu các bạn. Bây giờ nửa tháng quan trọng là các bạn nhìn hai cái form mí á, nó đều nhau. Hai cái form này nó đều nhau. Mí của mình á, mí mình hồi trước á, thì nó bên đây nè, nó nhỏ hơn cái form bên đây. Thì sau 6 tháng mình vẫn thấy rõ. Thì bây giờ sau mấy năm mình nè các bạn, nay có 2-3 năm mà, 2-3 năm mình nè các bạn. Thì mí mình nói vậy nè, mình đưa sát cho các bạn xem. Đó. Thì đó, mí mình nó giống như là bên đây nó sụp hết rồi. Các bạn mà theo dõi mí mình á, thì mình cũng ra rất nhiều video nói về mí. Thì mình nói mí mình cũng cắt bị lỗi lần 2 nhưng mà cũng bị lỗi rồi đó. Các bạn nhìn sơ sơ thôi, các bạn nhìn kỹ thì nó cũng bị lỗi rồi. Bên đây coi như nó sụp hoàn toàn, các bạn cũng nhìn nó vô cơ thôi. Nhưng mà mí nó cũng không còn bự nè đó. Thì bên đây nó còn bự nhưng mà nó bị lỗi cái chỗ đuôi này nè các bạn. Nói chung mí mình nó vẫn bị lỗi nha, nó không được đẹp nha các bạn. Thì mình xài tạm thôi, xài tạm khi mà dài dài chút xíu nữa, da nó trùng nhiều chút xíu nữa thì mình tiếp tục mình đi cắt ha. Như bạn thì mí của bạn còn mới quá, bạn hãy đợi, quan trọng là nó đều hai bên là ok được rồi, nó vô cơ là ok nha các bạn. Bạn hãy đợi đến 2 tháng mới nói được nên chuyện nha. Thì bây giờ bạn cứ uống thuốc và kiêng ăn nha. Thì trong khung xăm thì mình khuyên các bạn không nên kiêng ăn, còn trong cái cắt mí là mình khuyên các bạn nên kiêng nha, kiêng như mấy người sinh nở luôn đó các bạn, ăn uống rất là kỹ luôn là như vậy á. Thì bạn này mí này không có bị lỗi, bạn không nói không bị lỗi không bị gì thì cũng ok ha. Có một bạn thì mí mình sửa 2 lần rồi, giờ thẹo nhiều, mình nhìn thấy nó sâu, giờ không dám đi cắt ở đâu nữa, làm cách nào cho nó hết mí sâu, làm sao mà cho nó hết sâu được trời. Mí mà cắt 2 lần mà bị sẹo nữa, mà mí nó sâu mí nữa. Bạn hồi trước á, thì có thời gian trước á, nó YouTube đề xuất cho mình nói về mí á các bạn. Thì mình các bạn kia các bạn kết Zalo với mình luôn để gửi những cái tin nhắn cho mình á. Tự bây giờ mình soạn lại những cái tin nhắn của các bạn á, nó cũng hơi không được mới mẻ lắm. Ví dụ như bữa nay ngày mai mới thì mình kêu các bạn kết bạn Zalo mình luôn ha, nhưng mà mình không có coi lâu rồi, mình không có lục lại những cái tin nhắn mà nói về mí nha các bạn. Thì bây giờ mình lục lại những cái bình luận của các bạn nè. Thì bạn này cắt mí bị sâu, chắc là vô cơ sâu quá. Cắt 2 lần rồi mà bây giờ bị thẹo nhiều mà bị sâu mí, làm cách nào cho nó hết? Bị sâu mí là không có cách nào làm cho hết các bạn ơi.
bạn không nói với mình á là thời gian bao lâu rồi, bạn cắt thời gian bao lâu rồi, cắt lần hai rồi mà không biết cắt thời gian bao lâu. Nếu mà bạn mới cắt á, chưa đầy 6 tháng á, thì có lẽ là thời gian từ từ nó nhả cơ ra nó tạm đỡ. Còn bạn mà cơ nó sâu mí quá thì mình nghĩ là do cắt người ta siết cơ sâu quá thì mắt mình khi mà mở lên nó cũng khó chịu nha các bạn. Bạn nào mà siết cơ sâu quá, mình ngay từ đầu mình cắt bị hỏng là do nó, người ta không siết cơ, người ta không có vô cơ, là mí mình không vô cơ luôn đó. Cắt xong rồi sau 2 tháng là coi như nó trở về bình thường, mình nhăn nhăn chồng 4 mí đó các bạn. Thì đó mình không vô cơ. Còn như bạn là thì dạng như vô cơ quá luôn rồi đó, nó bị sâu mí, tức là người ta siết cơ mình rất là sâu. Bây giờ các bạn muốn, bạn mà muốn nhả cơ đó ra thì các bạn phải đi cắt ra lại, cắt lại là nhả cái cơ đó ra đó, người ta bóc tách cái cơ đó ra, người ta khâu cạn lại cho các bạn thì nó sẽ hết thôi. Chứ còn mí mà sâu quá, mí sẹo mà sẵn bạn có sẹo đó thì nếu mà sẹo không chữa được bằng cái thuốc nữa thì bạn nên đi cắt lại đi. Nếu để thời gian cái da mình phải đợi thời gian cái da mình, mắt mình nó lão quá rồi, dùng cái từ là cái da mình nó phải có độ da trùng đó các bạn. Chứ không, bắt bạn không có da, mắt mà không có da bạn đi cắt là càng hư nha. Nếu mà bạn mà không có da trùng nữa thì như mình đã có da trùng rồi các bạn, mí mình mấy bữa sau bây giờ nó đã bình thường rồi nè, mình có nè, mình có một ít thôi đó. Bạn nào mà không có cái da trùng mí nó như chưa có đủ độ đàn hồi thì tại vì mình mấy năm rồi, mình gần 3 năm rồi đó mọi người, thì không nên đi cắt nha. Cắt thì nó là bị lỗi thêm, cho dù các bạn cắt ở chỗ lớn tiếng nổi tiếng hay chăng nữa thì cũng không ok đâu. Đợi mình có da trùng mình đi cắt là mình xử lý cái sẹo đó luôn. Thứ nhất, thứ hai bóc tách để cho nó cạn mí lại. Giờ chỉ còn cách là bạn cố gắng thôi, đợi thời gian cho nó da nó có độ đàn hồi đó bạn ha. Tiếp tục một câu hỏi của bạn thứ hai rồi nha, để mình tiếp theo có câu hỏi của các bạn này. Em cắt mí được 3 tuần rồi mà một bên to bên nhỏ gấp gửi luôn, bên to thì đỏ hơn chút, liệu có hết không, bình thường theo 5 tháng không? Bạn mới cắt ba tuần thì giống như là ba tuần á thì cũng chưa nói đúng thời gian để các bạn, để có cái cặp mắt nó có độ đàn hồi để nó quay về chợ tự nhiên đâu bạn ơi. Thì mới có 3 tuần thôi thì bạn hãy chờ, mà nó bên đây thì nó to gấp gửi thì mình bảo đảm với bạn là sau 2 tháng là chắc chắn bên to bên nhỏ, mấy to bên nhỏ rồi đó, thì chắc chắn là nó không đều rồi đó. Nếu mà khoảng chừng 80 thì bạn có thể để luôn, giống như mình hồi mới mình bị thì nó cũng 80 nè, bên đây nó bự nhỏ hơn nè, có bên đây nó bự hơn, mà bên đây bự hơn nó lại bị lỗi nè, cắt không hết đuôi đó các bạn, nó bị trùng chỗ này nè đó, thì mình cũng bị lỗi như vậy đó. Giống như bên đây thì nó cắt hết đuôi nhưng mà nó lại nhỏ mí đó. Bây giờ mình hết rồi nè, 3 năm để hết rồi nè, nhìn kỹ thì bạn thấy mí nó vô cơ nhưng mà mí mình nó nhỏ thôi đó, là vậy xài vẫn được. Còn như các bạn thì để sao đi, sau thời gian chút xíu nữa thì 6 tháng đi rồi bạn hãy xem coi nó có mức độ nó bình thường ở nào. Còn mắt nó đỏ đỏ thì do nó căng, mình nghĩ là do nó căng ra, siết cơ bên nó bự nó đỏ thì do nó siết căng quá thì nó đỏ, cái da nó không sao đâu, thời gian nó sẽ hết nha. Theo kinh nghiệm của mình và nhiều bé đã gửi cho mình, là theo kinh nghiệm nhiều người luôn đó mọi người, thì mình ở đây là nói theo thực tế nha, chứ mình tiếp xúc với những các bạn thực tế gửi hình qua Zalo cho mình này, mình tư vấn mà, mình chuyên tư vấn mà các bạn, cho nên mình tiếp xúc với mấy bé rất là thực tế luôn, thì mình tư vấn cho các bạn cái nào thực tế nhất nha. Thêm một cái câu hỏi của bé, chị này cắt được 13 ngày rồi nhưng mí cũng không đều, bên to lại trợn nữa, một bên nhỏ hơn, một bên to mà lại trợn hơn, bị trợn lên thì mới 13 ngày à. Mới 13 ngày thì cũng còn mới, cũng còn mới nha bạn. Thì một bên nó trợn mà không biết nó trợn nhiều hay trợn ít. Nếu mà bạn muốn tư vấn kỹ hơn nữa thì hãy kết bạn Zalo với mình. Thì mình tí xíu mình để cái số điện thoại Zalo của mình nó xuống dưới cho các bạn kết Zalo với mình tư vấn kỹ hơn nha. Mình nhìn qua hình ảnh mình sẽ tư vấn nó rõ ràng hơn nha các bạn. Thì bạn như của bạn thì mới cắt được 3 tuần mà nó bị trợn, hơi trợn thường thường, các bạn mới cắt thì có thể là hơi trợn chút xíu thì không sao. Thì cứ từ từ để thời gian theo 5 tháng, theo 6 tháng trở đi. 6 tháng trở đi thì mắt mình mới tạm được thôi, chứ còn nói gì mà để cho nó chuẩn mí nữa phải 2 năm mọi người. 1 năm đến 2 năm mắt mình mới bình thường. Đó là như vậy đó. Chứ nói 6 tháng là nó chỉ là đơn giản thôi, bình thường. Chứ nó chưa nói được cái gì nha các bạn. 6 tháng cũng chưa luôn, nó vô form hay không, đẹp hay không, mình mới biết được đánh giá được mắt mình đẹp hay không lúc đó thôi. Chứ còn để nói tự nhiên luôn là phải 1 năm, 1 năm rưỡi
đó, như vậy mới biết được mắt mình đẹp hay không nha các bạn. Thì thôi, video nói về mí mình tâm tắt gọn ở đây để mình kết theo video sau, tại nó cũng nhiều câu hỏi lắm các bạn. Video mình làm dài quá không được, nếu mà làm dài quá rồi mình hẹn lại gặp lại các bạn ở video sau nha. Thì mình còn nhiều câu hỏi nữa để mình kết có nói cái video sau tiếp theo ha, để mình trả lời thêm cho mấy bạn nữa nha. Bây giờ mình đã 10 phút mấy rồi, mình hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bạn thấy hay bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha, bye bye.